Chào cả nhà, hôm nay mình nấu cơm cho ông xã ăn với lại một món đó là món canh mùng tơi. Cái mùng tơi này nè, mình trồng ở sau khu vườn á, đi chợ mua rồi mình lấy những cái cọng non ăn, còn cọng già cái mình cứ cắm xuống vậy đó là nó cho mình ra rất rất là nhiều luôn nha ha. Cái nấu đủ một chén canh cho ông xã là được rồi, cũng không cần nhiều lắm đâu. Nấu với lại tôm thì một món ăn hôm nay mình sẽ làm đó là một loại cá anchovy, cái hộp cá này nè hôm bữa mình mua ở chợ Hàn Quốc đó, đâu là mười mấy đồng. Cá này đó ha, mình kho tiêu hoặc là mình rang theo kiểu Hàn Quốc á, ăn rất là ngon nha. Có cái loại cá tươi nữa, nó xíu một siêu gì nè, trắng thì là trắng luôn, mình chỉ thấy được là hai con mắt nó nhỏ hí hí đó, trời ơi ngon lắm ha. Mình sẽ làm cái món này rồi chia sẻ cùng với mọi người. Cái hộp cá này đó mình không có rửa qua nha, không có rửa qua ha, mình chỉ cho lên chảo rồi mình làm thôi là ăn được rồi đó. Không có cái gì ngon bằng là những gì mà mình trồng ở sau khu vườn đó, mình hái đem vào nhà mình nấu ăn thì phải nói bảo đảm rất rất là ngon luôn. Có hai vợ chồng mình không cần trồng nhiều lắm, đủ một tô canh hay là những cái rau mà mình có thể cắt ở sau khu vườn vào mình luộc ăn, cũng như là đậu que đó hôm nay cũng nhiều lắm rồi. Mình sẽ luộc đậu que nè, rồi canh mùng tơi, bít tôm, rồi thêm một món cá nhỏ nhỏ cho mình kho tiêu ăn cũng rất là ngon ha. Mình nấu canh thì cũng rất là đơn giản lắm, dùng là tôm, mình dùng tôm nhỏ ha, xong cái giờ mình giã nó ra, mình lột hết rồi đó. Mấy con thôi, không có nhiều, tại vì chỉ cần một chén canh là đủ rồi. Mình có những cái chạy này nè đó, mỗi khi mình nấu ăn Việt Nam á thích lắm, mình rất thích ăn đồ ăn Việt Nam mà nấu làm sao mà cho nó đơn giản thôi đó. Nói về thịt kho, cá kho thì lâu lâu mới làm chứ không có làm thường đâu. 3 ngày cuối tuần ăn bún bò Huế rồi lại ăn thêm một món đó là gỏi gà mít non với lại cháo gà, ăn 3 ngày luôn xong hết rồi, ăn hết rồi. Hôm nay là thứ hai đầu tuần cho nên thôi nấu cơm cho ông xã ăn. Gia đình đã sẵn sàng có chuyến đi chơi xa đó là đi Canada, nhưng mà có lẽ là phải hủy bỏ rồi. Lý do là chuyến bay á, cứ bị hủy hoài cho nên gia đình đi á, thì cũng lo, cho nên mình cũng có bàn lại với các con là thôi nếu mà có nhiều vấn đề quá, nếu mà thấy vậy thôi bỏ đi. Hình như cái số của mình là không được đi Canada, bởi vì cái chuyến Canada này gia đình đã có ý định đi đó là từ cái năm Covid đó, mình không nhớ là năm nào ha, đó là sẵn sàng để đi rồi nha. Cái bị Covid rồi coi như là chuyến bay đó là hủy hủy luôn. Sau khi hết mùa Covid rồi đó thì gia đình lại đi, cuối cùng á cái visa hết hạn rồi không dám đi, tại vì thường thường người ta nói á, nếu mà cái visa mình còn trong vòng 6 tháng á, thì mình đi, còn dưới 6 tháng á, không nên đi đó. Mà trong cái visa thì chỉ còn khoảng đâu là 1 tháng thôi, nhưng mà thôi lỡ mất công có chuyện gì cuối cùng là bỏ rồi. Bây giờ nhất định là đã đi Canada đó xong hết rồi đó, mấy ngày nay thì lại có những cái chuyện gọi là mình cũng lo đó, cho nên chắc có lẽ là phải bỏ rồi. 2 ngày nữa là đi Canada rồi đó, nhưng mà khách sạn nè, vé máy bay, xe tất cả thì cũng đã trả tiền book hết rồi, xong hết rồi. Thì nếu mà mình bỏ trước 24 tiếng đó thì mình không bị mất tiền gì hết, bởi cái chuyến mình đi từ ở San Jose đi qua Seattle đó là mình đi hãng Southwest, rồi từ ở Seattle đó mới mướn xe đi qua Canada đó, chỉ như vậy thôi. Cho nên cũng dễ ha. Sau web thì mình cancel mình không có bị mắc tiền, nhưng mà cái số tiền mà mình mua vé máy bay á sẽ bị giữ lại cho đến khi nào lâu lắm rồi cái mình cứ dùng cái đó mình đi ha, miễn sao mà hãng máy bay sau web bay ở đâu mình đều đi được hết, chỉ có vô Việt Nam là không có thôi, làm gì có chuyện đó ha. Đó là nói những cái chuyến đi mà phải nói nhiều lúc không phải muốn là được đâu đó. Bây giờ canh á, thì mình đã nấu xong rồi, trong này thì mình cho chút xíu tiêu, một chút xíu gia vị, chút xíu nước mắm, chút xíu đường phèn, vậy là xong rồi. Cái cá cơm này nè rất là ngon luôn. Cái người Hàn Quốc á, người ta làm rất là đơn giản ha, chỉ cần là cho ra một cái chảo,
không có dầu gì hết đó, người ta cứ rang qua rang lại chút xíu thôi, rồi sau đó người ta sẽ cho những cái gia vị, ví dụ như là tỏi, tiêu, đường mật ong, rồi chút xíu một cái mùi vị như là ớt hạt đại hàng đó, cho nó cay cay, như vậy là được rồi, rất là ngon luôn ha. Cái cá này mà mình kho tiêu thì thôi đó hả, ngon bá cháy. Nói đến cái cá này thì ở ngoài chợ bán trong một cái tủ đá, một cái hộp cũng khoảng đâu là mười mấy đồng, nó trắng bóc à, mà có hai con mắt đen đen đó, trời ơi, kho tiêu là thôi ngon bá cháy luôn. Còn cái này thì mình kho khô chứ không phải là mình kho có ướt ha. Đó, mình cứ lấy ra mình bỏ cái này nè, để coi nó có mấy cái lận cận như là những con mắt nó rớt ra ha. Trời ơi, ngon lắm cô chú ơi, cái cá này nó thiệt nha. Mình rang lên rồi đó hả, là mình cứ ăn cháo nè, không cần ăn cơm đâu ha. Đó, mình cứ bỏ vô như nè, đó, mình rang ra như nè. Cái những cái gì nhỏ 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 nó rớt ra nhưng mà ít lắm. Bởi vì thật sự mà nói ha, chợ Hàn Quốc đó, họ bán cái gì á, nó cũng mắc hết á. Nhưng mà cái nào nó ra cái nấy, nó ngon thiệt là ngon. À, thường thường á, là mình mua một cái hộp như thế này á, là mình làm hết một lần luôn, sau đó cái mình chia ra từ hũ, hoặc là mình có thể cho vào tủ đá đó, trời ơi, ngon lắm. Giống như Việt Nam mình có cái món là gà lá chanh đó ha, cũng rất là ngon. Rất tiếc là mình không có đem qua Mỹ được, bởi vì mình không có được đem thịt qua, đúng không? Còn cá thì mình đem được nè, khô mình đem được nè, trời ơi, ngon lắm cô chú ơi. Khi mà mình làm món ăn lúc nào cũng có cái gói này ha, mình lấy ra. Lúc trước mà mình mua này mình không biết mình đem đi rửa hư hết, trời ơi, nó khủng khiếp luôn đó. Cho nên đây cũng là một cách mà mình đã học được của người đại hàng á, họ nói là không có rửa, cái khô này là không có rửa. Hôm nay làm thêm một món nữa cho cháu ngoại. Cái món này đó thì Hồng cũng đã làm qua video mấy lần rồi, tuy nhiên á, khi mà Hồng làm á, không có chia sẻ rõ ràng, cho nên có rất là nhiều bạn nói hôm nào có dịp mà cô làm á, cô cho mọi người biết lại từ từ để mà làm cái món này ăn rất là ngon, mình ăn với cơm nha. Bây giờ cái này nè, đó mình nhìn nó có cái vòng tròn giống như cái này ha, mình mua ở Walmart hoặc là các chợ Mỹ đều có bán. Walmart là bán rẻ nhất 3.50 đồng thôi. Thì một thành phần mà mình cần nữa đó, bắp cải chua. Cái này là gói bắp cải nè, mà mình cũng có thể mua trong cái hũ hoặc là trong cái lon đó, đơn giản vậy thôi ha. Mình cho nhiều hay ít thì tùy mình ha. Mình chỉ cần mở cái này ra, mình rửa sơ qua nước rồi để cho nó ráo chút xíu là được rồi. Còn cái này á thì mình cắt ra, mình muốn cắt là dày mỏng, cắt sao cũng được, miễn là mình trộn chung với nó mình xào. Thì trong cái món xào này á thì thật sự không có nhiều gia vị đâu, mình chỉ cho thêm chút xíu như là bột nêm nè, rồi tiêu, như vậy là được rồi. Rồi xào thì dĩ nhiên mình có dầu rồi ha, một chút á, Hồng xào cho mọi người xem để mà cắt cái này ra đó thì cũng dễ ha. Mình vừa làm mình vừa nói, có rất là nhiều món ăn Hồng nấu cho cháu ngoại, rất là dễ làm, và cháu á thì cũng muốn học để mai mốt ra ngoài đó rồi mình tự học mình tự làm ha. Đó, nó vậy nè, mình cắt nó ra làm hai rồi đó, mình rửa sơ sơ lại nha, nhớ rửa sơ sơ lại ha. Đó, cứ rửa thường lại thôi. Rồi mình cắt nó rất là ngon luôn đó, mình nói thật, có hai những cái món gọi là đơn giản, nhanh gọn và lẹ. Có cái này mình muốn chia sẻ cùng với mọi người. Sáng nay đó thì cháu ngoại của mình đã làm cho mình một cái YouTube channel mới rồi. Tên của cái YouTube đó là Mama Hồng đó. Lý do tại sao mà lại làm một cái YouTube mới nữa, tại vì hôm trước Hồng có nói rồi đó, cháu ngoại nói là con nghĩ là ngoại nên làm một cái YouTube bằng tiếng Anh đi, tại vì có nhiều người đó thích ngoại đó, rồi tụi con cũng muốn học những món ăn của ngoại chỉ nè, rồi tụi con làm theo. Còn những món ăn mà ngoại làm cho Việt Nam á, mấy món tụi con không có làm được. Đó cũng là một cái ý kiến tốt của cháu ngoại mình ha. Tuy nhiên cái tiếng Anh của mình nó không có giỏi đâu nha, không có giỏi lắm. Nhưng mà cháu ngoại nói là ngoại cứ bình thường, ngoại cứ nói bình thường không sao hết, miễn sao mà ngoại nói là cái món này làm như thế nào, cũng như cái món này hôm nay nè, đó, mình mua cái này ở đâu, bao nhiêu tiền, rồi cắt làm sao, rồi xào sao, vậy thôi à. Mấy cháu là học rất là nhanh, là mình chỉ cho cháu ngoại mình món pancake nè, cũng như làm bánh bông lan, bánh bò nướng cháu mình làm được rồi nha. Cháu giỏi lắm, cháu nói ngoại ơi dễ quá. Cho nên mình sẽ làm những cái video đó nói bằng tiếng Anh, đơn giản thôi, không có nói nhiều giống như mà mình làm cái YouTube Việt Nam mình đâu, rất là nhanh luôn á. Đó, cho nên đây là những cái mà Hồng cũng
sẽ làm lại trên những cái YouTube. Đây là những món ăn mà mình sẽ làm cho cái YouTube Mama Hồng. Cái tên đó, Hồng đó là tên mình á, Mama, Mama là giống như má má đó. Hả? Rồi vậy là xong ha. Rồi củ hành cũng vậy, mình cắt củ hành ra. Mình cắt xong cũng được hết đó, rồi mình xào. Đơn giản lắm. Làm YouTube là rất rất là vui. Bận rộn giống như là việc làm. Thêm một cái thành phần ở đây nữa đó là cái gì? Hôm nay là cái ngày mà Hồng vừa nấu ăn chia sẻ cùng với mọi người nha. Tự nhiên bây giờ muốn trở lại là một cái việc làm, đó là làm hoa cho cô dâu, hay là làm makeup cho cô dâu. Mắc cười quá trời. Nói chuyện với cháu ngoại cho em, con nghĩ làm sao nếu mà ngoại đi làm makeup lại hoặc là làm bông lại. Cháu ngoại nói chứ ngoại làm makeup, ngoại làm bông, con chụp hình. Hai bà cháu mà nói vậy đó mà cười ha. Cái mình nói chứ con còn trẻ đó, con còn sức đó, con đi chụp hình cả ngày cho người ta, còn ngoại đâu có còn sức mà đi từ sáng tới chiều tối rồi làm bông nữa đó. Cho nên sáng nay đó thì mình cũng đã vào trong cái kho lấy ra lại hết những cái đồ nghề mà ngày xưa mình làm bông nè, cũng như là làm trang điểm á. Nhìn lại nhớ ngày xưa, trời ơi, mình không nghĩ là mình đã có cái nghề đó, rồi tự nhiên mình lại bỏ đi. Mười mấy năm trời làm mà buông xuống là buông thôi. Cho nên cái việc giải của chúng ha. Còn bây giờ thích làm gì nhất? Thích làm YouTube đơn giản đó. Bây giờ là xong hết rồi ha. Mình qua bên kia mình xào rồi mình nói chuyện tiếp. Cải chua khi mà mình lấy trong cái hũ và trong cái hộp cũng như là cái bịch á, mình chỉ cần rửa sơ như cái này là được rồi nè. Đó, chua ha, mà cái này mà mình ăn cái hot dog hoặc là hamburger trời ngon lắm cô chú ơi. Mỗi khi mà làm cái món này á hả, là ăn cơm ngon bá cháy luôn á. Cái nghề nè, mình rửa như vậy là được rồi, rất rất là ngon luôn. Mà mình muốn cho nó cay hả, mình rải tiêu vào, trời ơi nó ngon lắm. Để mình làm cho mọi người thấy ha, một món ăn gọi là đơn giản, nhanh gọn và lẹ. Được rồi, giờ qua kia mình nấu ăn. Hôm nay nấu 3 món, món nào cũng dễ, món nào cũng nhanh hết. 3 món sắp xếp đầu ra đó rồi. Món thứ nhất sẽ là nấu canh. Món thứ hai là mình xào cái polish với lại cải chua với lại hành tây. Món cuối cùng là mình sẽ xào món cá khô nhỏ tí nhìn tí. Bởi vì cái thời gian mà mình xào cá khô nó lâu hơn. Còn những món này hả, 5 phút là đã xong rồi. Nước thì thật là sôi ha, còn trong này thì mình cũng có tôm nè, rồi bột nêm, chút xíu đường phèn, chút xíu nước mắm cho vào. Đó, thời gian nấu canh á thì nhanh cho nên mình nấu trước nhất. Rồi sau khi mà đã bỏ vào xong rồi đó, tích tắc thôi, bởi vì mình không có nấu lâu quá. Canh thì dễ nấu quá rồi ha, nấu làm sao mà cho đủ một chén. Mồng tơi chồng ở nhà mà nấu ăn thì thôi quá sướng luôn. Đó, năm nào cũng vậy đó, vào cái mùa hè ha. Mình mà đi chợ mua mùng tơi về là cho ăn canh trước, còn cái cọng cắm xuống tiếp tục ăn. Khổ qua hả, đợi đi, dưa leo bây giờ nó dài như nè, trời mê lắm cô chú ơi. Rồi á, vài phút thôi thì mình đã có nồi canh rồi. Một nồi canh quá là đơn giản luôn, có chút xíu thôi, đủ một chén hay là một tô nhỏ nhỏ là được rồi. Nồi canh xong rồi để qua một bên. Bây giờ lấy những cái chảo để mà mình xào cái polish. Đơn giản lắm cô chú ơi. Bây giờ mình sẽ cho vào đây là một muỗng canh dầu ăn. Để cho dầu hơi nóng nóng là được rồi. Bây giờ mình cho hành củ vào luôn. Sau khi mình đã cho hành củ vào rồi đó là mình cho cái polish này vào luôn. Mình cắt như thế nào cũng được nha, dày hoặc là mỏng. Đó, mình cứ để cho nó nấu từ từ ha, một mặt cho nó vàng, rồi cái mặt sau cái mình cứ chảo nó qua là được rồi. Sau vài phút thôi thì là mình thấy cái xôi xích nó như vậy là được rồi nè ha. Bây giờ mình sẽ cho cải chua vào. Như mình nói là cải chua đó, mình cho nhiều ít thì tùy mình nha. Đó, mình cứ xào như thế này rất là ngon luôn. Mình thì thích ăn cải chua, cháu ngoại thì thích ăn kho lết, còn ngoại thì cả hai cho nó đều. Cho nên hôm nay mình xào cải chua nhiều hơn nè, ngon lắm nha. Đó, cứ xào cũng xào luôn vậy ha. Rồi bây giờ mình sẽ cho cái gia vị vào trong này. Mình có cái chén để sẵn này ha. Trong này mình có làm nửa muỗng canh bột nêm, nửa muỗng canh tiêu, nửa muỗng canh mật ong và chút xíu nước mắm. Mình quậy cho nó đều hết rồi nè ha, rồi mình cho nó vào.
Đúng ra đó là mình phải dùng đường, nhưng nhà mình á nấu ăn không có dùng đường, dùng mật ong. Mà khi mình mua mật ong á thì nó ngọt á, cho nên mình dùng ít lại. Loại mật ong mà mình dùng á là loại mật ong không có cái chất bảo quản ha, với lại hơn nữa là mật ong nó 100% luôn. Mình cũng đã chia sẻ qua rồi, mua ở trong Costco, Walmart, ở trong Mỹ vừa có bán. Để cái chữ là raw mình sẽ để lên màn ảnh cho mọi người xem ha. Nếu mà mình thích ăn tiêu nhiều thì cho nhiều vô nha. Rồi cứ để lửa chút xíu là mình cắt lửa được rồi, cắt là ngon. Còn nếu mà mình muốn cho cái kho lúc này nó giòn á thì mình để lâu một chút, như vậy là xong rồi đó. Nhìn quá là hấp dẫn ha, cái này cũng đâu có khó để làm đâu đó, nó như vậy nè, ngon ơi là ngon. Cái món kho lít xào này đó thì thật sự mà nói ha, người lớn trẻ em đều thích ăn, rất là dễ ăn. Mình chỉ cho vô một chút xíu nước mắm thì không khác gì một món ăn Việt Nam mình đâu, bởi vì đây là không phải là món Việt Nam, mình chế biến thành ra món Việt Nam ngon lắm. Mình nói thật, có bữa nào đi Walmart mua đi, cái kho lít chỉ có 3,5 đồng, còn cái bịch nó cũng có 3,5 đồng, mình mua 2 cái rồi mình xào hết nguyên bịch, bảo đảm luôn, ăn cơm là nhức lắm đó ha. Rồi bây giờ mình sẽ làm cái món kế tiếp, đó là cá, cá khô là đó. Cái món này mình làm thì nó hơi lâu chút xíu, không phải là quá lâu mà có nghĩa mình dùng cái thời gian để mình xào đó ha, để xem thử coi thời gian là bao lâu nha. Đây là cái hũ mực ong hiệu Cotlin, mình mua ở trong chợ Costco hoặc là mình mua ở các chợ Mỹ đều có bán ha. Khi mà mình thấy cái loại mực ong này á có cái chữ raw nè, là 100% mật ong và không có cái chất bảo quản, thì mà mình cho vào trong những cái món ăn của mình á thì mình cho ít lại, bởi vì mật ong thì lúc nào nó cũng ngọt hơn là loại đường thường, nhưng mà ăn thì cũng rất là tốt cho sức khỏe. Hơn nữa mình có thể dùng mật ong này để pha nước chanh, nước tắc hoặc là nước gừng khi mà mình bệnh á, mình uống thì cũng tốt lắm ha. Đó, đây là cái mật ong mà Hồng đã chia sẻ rất là nhiều lần. Đầu tiên là mình phải để cho cái chảo thật là nóng nha, rồi bắt đầu mình mới bỏ cá khô vào, mình rang cho nó khô lại nữa ha, vì cái này nó đã khô rồi nhưng mà mình phải rang cho nó khô cho lại nữa ha. Đó, mình cứ rang như thế này đó. Rất là đơn giản luôn. Lúc trước á thì mình lại đi rửa ha, là sai rồi, không có rửa ha. Thứ hai nữa đó, rồi cái mình kho cá kho thịt, mình làm hết tất cả nguyên liệu cho vào trong cái chảo rồi mình mới bỏ khô vào, thì cái đó là món ăn Việt Nam mình. Còn bây giờ cũng là món ăn Việt Nam mà Hồng làm cách khác, để cho cái cá này nó khô quẹo lên nữa đó, thì Hồng phải rang qua trước như thế này nè ha, vài phút thôi, không có lâu nha. Đó, trời ơi, cái món này nó hả bảo đảm là ăn cho té xỉu luôn đó. Ăn khoảng 5 phút thôi, mình cứ trao cá lên như thế này nè, cho mình cứ làm như vậy ha, cho nó khô lại nữa. Rồi sau đó đó thì mình sẵn sàng có một cái chén nước sốt để mình cho vào trong cá đó. Thì nếu mà mình thích kho cá nè hoặc là kho thịt thì mình cứ làm theo cách của gia đình. Mình nhìn vào cái cá khô này bao nhiêu thì mình cũng có thể đoán ra được. Còn cái công thức mà hôm nay Hồng làm á thì nó khác hơn cái mà Hồng kho cá kho thịt. Trong này á thì có tiêu, có tỏi, có ớt mà gọi là ớt ăn phở đó, rồi có dầu hào, dầu mè, rồi mật ong cũng như là tí xíu nước mắm, và cuối cùng đó là bột nêm gà. Tất cả Hồng quậy chung hết như thế này, tùy theo là mình làm nhiều hay là ít đó, mình trộn hết như thế này nè đó. Và trong này là mình có luôn là 2 muỗng dầu ăn ha, mình cứ quậy hết với nhau. Rồi là bây giờ tới mình cứ chế vào trong cái chảo, là mình cứ trộn cho tới khi nào nó rút hết trong cái cá khô này là được rồi. Đó, đơn giản vậy thôi. Món này là một món ăn của nó rất là ngon. Sau khi mình đã ấy xong rồi ha, bây giờ mình cứ chế lên như vậy nè. Đó, mình chế hết vào trong cái chảo luôn nha. Đó, rồi mình trộn cho đều, rồi mình dặn lửa lên, rồi mình cứ xào hoài cho tới khi nào nó rút hết tất cả vô là được rồi. Sau đó thì mình ăn thử lại coi vừa ăn chưa, nếu chưa thì mình cho thêm vào vô, mặn lạt ngọt thì ăn thua mình thôi. Nếu mà mình muốn cay á thì mình cho ớt tương vào nhiều hơn, còn không thì thôi ha, cũng như là mình cho tiêu vào vậy đó, rất là ngon luôn nha. Khi mà mình trộn hết tất cả, mình xào như thế này là không có ướt nha, hoàn toàn là nó rút vào nó khô á, mình để trong cái tủ lạnh rất là lâu luôn. Thời gian khoảng là 10 phút thôi là mình đã xào xong một cái chảo của mình là cá khô rất là ngon luôn ha. Mọi thứ đã quẹo chung với nhau rồi.
cái thành phần đặc biệt ở đây đó, nếu mà mình thích đó, mình có thể cho mè vào, có hai loại mè, mè đen hoặc là mè trắng. Mình cũng có thể mua cái loại mà người ta rang rồi, hoặc là mình có thể mua về để rang ha. Cái loại này á thì đã rang rồi mình cho vào, mình muốn dùng mè đen hay mè trắng gì cũng được nha, bởi vì đây là những món ăn rất là ngon. Muốn tiêu cho nhiều tiêu vô, còn không thì cho ít thôi. Như vậy là đã được rồi, mình trộn rồi, mình để cho nó thật là nguội ha, rồi mình cho vào trong những cái hộp, cho vào trong cái tủ lạnh. Còn nếu mà mình ăn không hết đó, mình cứ chia ra nhiều hộp rồi mình cho vào tủ đá, mình lấy ra giống như là hành phi mà mình cho vào tủ đá này, cứ lấy ra ăn thôi, không có cần phải hâm lại microwave hay là mình nấu cơm đó. Khi mà cơm mình nó nóng á là mình cứ cho cái cá này ở dưới chén cơm rồi cho cơm lên, trời ơi nó ngon vô cùng luôn, dễ biết nó khô vậy nè, đó rất là ngon nha. Cái món này lâu lắm rồi không mới làm lại đó, phải nói ít nhất là 4 năm mới làm lại. Tại vì hôm bữa đi chợ Hàn Quốc đã thấy nó mua về để chia sẻ với mọi người luôn. Ngon lắm ha. Như vậy là đã nấu xong 3 món. Món đầu tiên là canh mồng tơi xào vườn. Món thứ hai là collard xào chung với hành và thêm một món cải chua. Món cuối cùng đó là món cá khô. Nhìn quá là hấp dẫn luôn đó. Trời nó ngon ơi là ngon. Ăn cơm, mời cả nhà ăn cơm. Hôm nay mình ăn cơm với lại cái trái nào? Đầu acoso, cái trái này ngâm chua chua ăn rất là tốt luôn. Nói đến là nấu canh á, mình chưa có nấu nha, để bữa nào mình nấu thử. Nó là lấy cái trái này ra nè, cái nước này á, mình cho vào nước rồi mình nấu giống như mình nấu canh thường vậy đó, nấu với lại tôm khô, thịt bò, thịt heo xay vậy đó, mà chưa có nấu qua không biết có ăn có ngon không nữa. Nó nói rất là ngon. Rồi ăn cơm rồi cá khô. Ông xã hả, ông xã ngồi bên này. Hôm nay là thứ hai đầu tuần, trời nóng quá ăn gì cũng không ăn vô, canh nóng cũng không ăn, nhưng mà ăn khô, ăn cá, ăn cơm mà với cá này nè, trời ngon lắm, giòn rụng rụng luôn. Ăn cơm xong rồi, cháu ngoại rủ ông ngoại đó là lấy cái xe của ông ngoại lên một cái chỗ này nè để mà cho cháu chụp hình cái xe. Rồi bà ngoại nói thôi để ngoại đi theo, có gì ngoại quay cái video cho con luôn. Như vậy là ba người cùng đi trên một chiếc xe đây. Cái xe này hả, 365 ngày, chắc lái được vài ba ngày thôi. Sau lưng của mình á là sân góp, còn trước mặt của mình á thì cũng có một cái đồi rất là đẹp luôn. Bây giờ cháu ngoại mình á là sẽ chụp hình cái xe của ông ngoại, cho nên bây giờ mình quay lại cho mọi người xem nha. Đó, ông xã đến đây, đứng ở dưới gốc cây nhìn thấy này nè. Đó, ôi đẹp quá trời đẹp luôn. Đó, còn ở trong cái chỗ này á có tổng cộng là 10 căn nhà. Đó, có cái cổng riêng nha. Đó, cái cổng riêng trong này nè. Đó, lâu lâu á thì mình sẽ thấy gà Tây nè, cũng như là nai á xuống uống nước. Rất là đẹp luôn. Bây giờ cho mọi người xem chiếc xe mà cháu ngoại muốn chụp hình. Hai bà cháu á thì một người quay phim, một người chụp hình, còn ông xã mình ngồi ngay góc đó chờ đợi, tội nghiệp không. Rồi bây giờ sẽ review chiếc xe BMW M4 2015. Lần đầu tiên mình làm review cái xe ha. Thật sự thì không biết về cái xe này lắm đâu, nhưng mà nói những gì mà mình biết. Cái này, xe này á, thật sự ra đó là của con trai của mình, cũng ít có chạy lắm, lâu lâu mới chạy một lần. Nhưng khi mua căn nhà đó thì quyết định là bán chiếc xe này đi. Để làm gì? Để có tiền bỏ thêm vào trong căn nhà. Khi để lên bán đó thì mình nói là uổng quá, chiếc xe này á bán đi là tiếc lắm. Rồi ông xã mới nói thôi để ông mua. Thế thì đã bưng cái em này về nhà của mình nay cũng được là 3 năm rồi đó. Đây rất là đẹp nha, mới toanh luôn. Con trai mình giữ xe không bằng ông xã mình đâu. Ông giữ kỹ lắm, lau chùi, thương nó như là con vậy đó. À, bánh xe rất là kỹ luôn nha, không có bụi. Lâu lâu thì lái xe đi một vòng. À, có bao giờ mình lên chiếc xe này để ông xã chở đi hay không? Không, không thích. Hoàn toàn là không thích. Bởi vì khi mà leo xe này rồi là ông xã mình đạp ga chạy kêu bằng á hả, bốn công buồn nó
rồ quá hả, khủng khiếp luôn đó. Ở trong màu gì hả, bây giờ cho mọi người xem ở trong màu gì nha. Bánh xe thì láng chỉnh luôn nè ha, đó BMW M4 không có bụi luôn, bánh xe là láng chỉnh luôn đó, thấy không, không có một miếng bụi luôn ha, có lái đâu mà bụi. Rồi bây giờ mình mở vào trong này coi nó đẹp không. Wow, màu đỏ rực rỡ giống như chiếc xe của mình vậy đó, cũng là đen đỏ này, bởi vì mình hợp chiếc xe đen đỏ. Có gì lạ không hả? Bây giờ thật sự mình không biết gì hết nha, mình chỉ quay cho mọi người xem thôi. Hỏi mình á, cái xe này sao thì không biết đâu. Tóm lại là như vậy nè, nó à, họ có bao giờ mình lái xe này không? Không. Nếu cho mình lấy không? Không. Mình có thích xe này không? Không. Tóm lại là không phải là xe của mình. Đó, màu đỏ như vậy nè ha. Trời ơi, mấy anh nào mà thích mua những cái xe gì đó, thôi mấy ảnh leo lên xe là mấy ảnh rồ á. Đó, đẹp quá trời nè. Láng chỉnh luôn, không có một miếng bụi luôn á. Giống như mình trồng cây gì đó, ở sau vườn của mình là những cái lá của mình cũng không có bụi luôn. Người ta nói xe là phải có bụi, lá cây cũng phải có bụi phải không? Không có. Hai vợ chồng mình giống như nhau á, suốt ngày lau chùi. Trời ơi, láng chỉnh nè cô chú ơi. Đó, đây là chiếc xe của ông xã của mình. Vậy thì mỗi ngày ông xã mình lái chiếc xe gì? Đó, chiếc xe màu cam đó. Mỗi lần mà ổng lái chiếc xe đó đi làm á hả, nhiều thằng lái xe ngang á hả, nhìn ổng á cười ổng luôn. Tại sao cười ổng hả? Trời ơi, đàn ông mình đi lái xe màu cam đây. Đó, bầu trời đẹp quá trời. Hôm nay là một ngày nấu ăn rồi lái xe đi ngắm cảnh bầu trời. Đây bên kia là freeway. Rồi một cái cánh đồng bao la, người ta trồng rau củ quả, vườn strawberry, blueberry, cherry. Còn thẳng ngoài kia đó là freeway đó, đường ra freeway về hướng Monterey, bãi biển Carmel đó, cũng gần lắm, gần nhà mình lắm. Đó, đẹp ghê không. Rồi, bây giờ là đẹp trai rồ xe chạy. Cháu ngoại giờ ngồi trước, thấy cô ông ngoại đạp ga như thế nào. Trời ơi, trời trời. Oh my god, trời 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 trời. Rồi, bây giờ mọi người. Mến chúc cô chú anh chị và các bạn luôn luôn vui vẻ hạnh phúc bên gia đình và người thân. Đừng quên cho nhau những nụ cười. Cảm ơn rất nhiều. Xin hẹn lại video ngày mai.